sau nhiều tháng úp mở, Nissan Việt Nam đã chính thức thông báo ra mắt Kicks 2022 vào chiều ngày 2 tháng 11. Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi hình ảnh lô xe Nissan Kicks 2022 xuất hiện tại một cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Giới tư vấn bán hàng đang chào bán xe với hai phiên bản, nhập Thái Lan, giá bán dự kiến 750-850 triệu đồng. Thông số kỹ thuật chính thức của Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng giống hệt bản E và V đang bán tại Thái Lan. Qua hình ảnh, có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai phiên bản. Cụ thể, bản E không có đèn sương mù và bên hông thiếu sọc màu bạc trang trí. Phía Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng đã công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu kiểu loại xe của Nissan Kicks 2022. Cụ thể, xe có hai phiên bản E và V, dùng chung động cơ Hybrid F-Power, sử dụng kết hợp động cơ xăng 3 xi lanh 1.2 lít, công suất 79 mã lực và mô men xoắn 103 Nm và motor điện EM47, công suất 129 mã lực và mô men xoắn 280 Nm. Mức tiêu hao trong điều kiện kết hợp, trong đô thị và ngoài đô thị lần lượt là 4,6 lít trên 100 km, 2,2 lít trên 100 km và 6,1 lít trên 100 km. Với F-Power, động cơ xăng sẽ cung cấp năng lượng qua bộ chuyển đổi. Thiết bị này sẽ quyết định chuyển năng lượng cho motor điện hay pin, tùy theo điều kiện vận hành. Hộp số tự động vô cấp CVT. Pin 1,57 kWh nằm dưới hàng ghế trước. Nissan Kicks 2022 có 4 chế độ lái, Normal, S, Eco và F, đi cùng công nghệ E-Pedal cho phép người lái khởi động, tăng tốc hoặc giảm tốc và dừng xe bằng cách sử dụng một bàn đạp duy nhất. Ngoại hình Kicks 2022 trẻ trung với lưới tản nhiệt dạng V-Mow sườn đặc trưng của Nissan. Trong nhiều năm nay, hệ thống đèn chiếu sáng đều dùng LED và bộ mâm kích thước 17 inch. Cột A, B và C sơn đen tạo hiệu ứng mui xe lơ lửng. Phiên bản mới nhất sở hữu kích thước dài X rộng X cao lần lượt là 4290, 1760, 1610mm, trục cơ sở 2615mm và khoảng sáng gầm 175mm. Hệ thống treo trước mắc phơ sơn và treo sau dầm xoắn. Nội thất Kicks 2022 tương đồng thiết kế với dải sản phẩm mới thế hệ mới của Nissan. Cụm đồng hồ tích hợp màn hình kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, USB và Bluetooth, âm thanh 6 loa, cùng với đó là ghế bọc da, phanh tay điện tử, tính năng giữ phanh tay tự động auto hold, cần số điện tử hay khởi động nút bấm. Tại Thái Lan, cả hai phiên bản trang bị 6 túi khí, ABS, EBD3, cảm biến lùi, kiểm soát lực kéo, kiểm soát ổn định khi vào cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung. Riêng bản V có thêm camera 360 độ, phát hiện và cảnh báo chuyển động. Nissan Kicks 2022 thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Honda HR-V, Mazda CX-3 và Mazda CX-30. Đây là mẫu xe tiền nhiệm của Nissan Juke, từng bị khai tử tại Việt Nam vì doanh số ế ẩm,